Lễ công bố và trao tặng danh hiệu chìa khóa vàng 2020 vừa được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam VNISA tổ chức. Đây là hoạt động thường niên được triển khai từ năm 2015, cùng với chuỗi các sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục An toàn Thông tin trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Là hoạt động hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Make in Việt Nam của Chính phủ, sau gần 3 tháng triển khai, chương trình đã lựa chọn và trao danh hiệu chìa khóa vàng cho 45 sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ chuyển đổi số của 17 doanh nghiệp tổ chức an toàn thông tin trong cả nước. Giải thưởng bình chọn cho các sản phẩm dịch vụ năm nay của Hiệp hội An toàn thông tin đã được mở rộng từ 3 lên 5 hạng mục. Đó là những cái hạng mục về các cái sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, đó là các cái hạng mục về sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc, hạng mục về các dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu, và có hai hạng mục mới là hạng mục về các giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số, và cuối cùng là hạng mục thứ năm là hạng mục về đánh giá các giải pháp hóa đơn điện tử an toàn. Hạng mục cao nhất là sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, có sự góp mặt của những đơn vị lớn về công nghệ như Viettel, VNPT, BKAV, công ty CMC. Đáng chú ý, sản phẩm máy tính an toàn và hệ thống camera bảo mật cao của công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT Technology đã vinh dự nhận danh hiệu chìa khóa vàng 2020 ở hạng mục sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc. Cả hai sản phẩm đều thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Đầu tiên chúng tôi tham dự giải thưởng chìa khóa vàng. Rất vinh dự là công ty đã đạt hai giải, là giải máy tính an toàn và camera có tính bảo mật cao. Thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi đang cố gắng đưa ra thị trường, và hy vọng với cái giải thưởng này thì sẽ mang lại rất nhiều cái ý nghĩa về mặt niềm tin của khách hàng về tính an toàn của sản phẩm, cũng như là khẳng định một lần nữa là cái định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực Make in Việt Nam của VNPTOG là đang đi đúng hướng. Kết quả bình chọn năm nay cho thấy sự trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước, với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực.